49 mẫu mới nha. Rộng hết các bạn. Bằng tiếng 49 chứ rộng lắm. Rồi mình cũng chào quý khán giả ha. Nay mình xem lại chiếc này chạy chơi. Cano thì 49 ha, cái máy là cái Mitsubishi 4D68 50 ngựa. Có cần chế độ gì thêm không? Chứ làm mà rồi hết cái hết vui. Đó, coi lại, nhúc nhích ổ điện rồi. Xe
ghê. Lạng lách lên võng luôn. Mẫu 49 này thấy ngon. Sông nhỏ nhỏ rồi đi có lý hơn nha, ra sông lớn thì dở. Sông nhỏ nhỏ rồi đi có lý hết ít sống. Mấy cái composite của cái đời điệp này thấy cứng quá, dày dặn cứng quá. Chạy cũng tốc độ. Đi ba người nó phiêu ha. Chiếc nó muốn bằng 5m4 của người ta. Tại vì mình đo thẳng theo từ lái tới mũi á. 49 đúng luôn. Hết xăng, ghé lại mua xăng. Nào thấy kề ghim ngay vô không? Rồi thôi dọc về. Mình cũng kết thúc cái đoạn video chiếc 49 này ha. Cuối video cũng chúc tất cả quý khán giả kênh Sông Nước Việt Vườn ai cũng dồi dào sức khỏe nha. Làm ăn thì lúc nào cũng suôn sẻ, ai cũng phát tài phát lộc, có tiền ai khoái thì cứ chơi. Khoái mà nhiều khi không tiền theo chơi ha. Nhảy nó không có nhảy ha, cái video trước mình thấy nó nhảy. Nhảy là bữa đó nó bị sóng nha. Bị sóng nó nhảy hơi hơi đó.